Chào tất cả anh chị em, có mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Ở trong clip ngày nay đây mình sẽ tổng hợp nhanh qua cho mọi người một chút về cái kèo Airdrop. Thời gian vừa qua thì mình đã update cho mọi người trên nền tảng YouTube như là trên nền tảng của Telegram đó và đặc biệt thì hướng dẫn cho mọi người thêm đó là chúng ta tham gia vào Airdrop của dự án Element Marketplace. Hiện tại dự án mới bắt đầu, Twitter trên nền tảng đã thông báo rồi anh em nhé. Hôm nay chúng ta tham gia thì chắc chắn sẽ nhận được cái đồng token của dự án thôi, nhưng mà nhận được nhiều hay ít tùy vào mức độ trải nghiệm của mọi người nhé. Ok và như thường lệ thôi anh em cảm thấy clip của mình hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là sắp kênh youtube và nhớ bật thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường cryptocurrency đặc biệt là những dự án tiềm năng những dự án có khối lượng tài sản airdrop rất là khủng thời gian vừa qua những ai mà chúng ta follow nền tảng youtube của mình ấy, thì đã ăn được rất là nhiều kèo airdrop đổi vị thế thôi nhé mình nói rằng là đổi vị thế bởi vì là đổi vị thế thật đó anh em như là kèo upchot ấy rất là nhiều người đã làm vài chục vài trăm ví ấy, thì mọi người đã đổi vị thế hoàn toàn đúng không bởi vì mỗi một ví mọi người nhận min là một nghìn rưỡi cho đến khoảng tầm 5 đến bảy nghìn đô la có người bán được bảy rưỡi đô la với giá 50 đô tất nhiên thì những người đó rất là ít nhưng mà không phủ nhận rằng rất nhiều người bán được quanh vùng giá khoảng tầm 3 đến bốn nghìn đô ở trên một ví đối với cả kèo áp chốt và sau đó thì chúng ta cũng ăn được một số kèo như là arb kèo cũng rất là xịn luôn cũng một vài nghìn đô một ví gần đây nhất thì có kèo su trên anh em và trước đó thì rất nhiều kèo khác hiện tại thì chúng ta sẽ vẫn có thể làm được rất là nhiều kèo Ok và đồng hành với chúng ta trong clip ngày hôm nay có nền tảng của sàn OK. Sàn này thì thời gian vừa qua mình cũng đã cập nhật cho mọi người một số các cái chương trình event đúng không liên quan đến dự án suy Blockchain. À, thì số người tham gia không được nhiều lắm, số người đủ điều kiện tham gia có khoảng tầm mười mấy người thôi, nhưng mà đủ điều kiện nhận thưởng chỉ có khoảng tầm hình như là mười dưới mười người gì đó. Mình đã update cho mọi người cái thông tin là list UID đã nhận được thưởng và cũng có một số anh em ta sâu tài khoản thì nhận được khoảng tầm một hai trăm cái đồng xu anh em nhé. OK, đó là thông tin. Thì hiện tại sàn Cách uh, được thành lập từ năm 2013-2014 cơ. Đó là một nền tảng sàn cũng rất là lâu đời rồi. Mọi người cũng rất là an tâm đối với nền tảng sàn này bởi vì thời gian vừa qua cũng đã công bố lượng tài sản dự trữ và sàn hiện tại cũng đã có trụ sở tại Hồng Kông. Và chúng ta biết đấy, thông tin tốt vào tháng 6 sắp tới uh, là chủ yếu Hồng Kông, anh em, mở cửa cho crypto và Bitcoin. Mình nghĩ rằng đây sẽ có một lượng dòng tiền lớn đổ về Hồng Kông và đặc biệt sẽ là nền tảng sàn tốt, đặc biệt là sàn Cách anh em nhé và những ai mà chúng ta chưa có tài khoản của cách OK, mọi người có thể đăng ký ngay cái link ở dưới phần mô tả video để tham gia vào nền tảng sàn này OK và quay trở lại với chủ đề ngày mai đi thì uh, trên nền tảng cộng đồng của mình anh em trong cái mục cộng đồng của YouTube nhé mình có biết cho mọi người kèo liên quan đến Azenex, stacknet những ai mà chúng ta trước đây đã trải nghiệm mình hướng dẫn cho mọi người tham gia airdrop của dự án Azenex, Starknet trên nền tảng YouTube có clip luôn anh em nhé thì uh, chúng ta xong được hai FT đúng không ft một và FT2 đó hiện tại đã snapshot và đã cho chúng ta claim rồi thì mọi người sẽ vào giúp mình trong một cộng đồng trong đó thì có link luôn của hai có thể là claim được hai cái NFT về và những ai mà chúng ta sở hữu được NFT trong 8 tuần này thì mọi người sẽ có cơ hội nhận airdrop đến từ dự án Azinex là một cái địa app một cái nền tảng ví hiện tại đang phát triển ở trên dự án Starknet là một lớp play hai cũng rất là bùng nổ mặc dù là chưa phát hành token đúng không chúng ta vẫn đang đi săn rồi tiếp đúng không và tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ đến với cái airdrop đợt ba nhé Ai đợt ba này đây thì mình có update cho mọi người tiếp tục ở trên cộng đồng cái một cộng đồng anh nhé hoặc mọi người thể vào trong channel telegram mình trong đó có luôn hiện tại đây thì chúng ta tiếp tục săn e 3 ba trên tám chúng ta sẽ còn năm e nữa ở à, trên đó mọi người còn năm cái fc nữa thì mọi người vào đây và click vô vào cái đường link ở đây sẽ là cái sàn anh em nhé sẽ là một cái sàn AMM, à, nó chạy trên nền tảng à. nó sẽ là một cái địa app phát triển ở trên uh, starknet đó anh em và chúng ta chọn load app này và mọi người sẽ kết nối với cả ví anh em nhé mọi người sẽ kết nối với cả ví azenex nhé và mọi người sẽ thực hiện swap một chút thôi tài sản từ ETH sang một cái đồng coin khác à, ví dụ như đồng Dai hoặc là một số đồng token khác nhé ví dụ mọi người chỉ cần swap 0,1 đồng cũng được miễn sao để nó có thể snapshot cho mọi người anh xem nhé và sẽ có khoảng thời gian snapshot đó, như dự án công bố hình như là khoảng từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 5 là sẽ end nhé 23 giờ 59 phút theo giờ UTC ngày 23 tháng 5 tức là khoảng tầm 7 giờ theo giờ UTC à, theo giờ Việt Nam đó ngày 24 tháng 5 thì hiện tại thì chúng ta mới khoảng ngày 19 tháng 5 thôi mọi người tranh thủ làm ngay vẫn còn vài ngày nữa nhé hiện tại chúng ta vẫn làm ở trong clip ở đây thì mọi người vẫn được snapshot và sẽ được claim NFT thứ ba ở đây Nhưng ai mà chúng ta đã miss FT 12 thì mọi người cứ làm bình thường nhé những NFT sau mọi người sở hữu thì mọi người vẫn có cơ hội nhận được airdrop đến từ dự án này ok và như vậy mình tổng hợp xong trong 10 cái kèo liên quan đến nhé hiện tại thì chúng ta vẫn có thể làm được một số kèo như là jkc nhé mình sẽ kể tên cho mọi người nhé Zikisin thì đã công bố cho mọi người bật mí cho mọi người đó là đến tận năm 2024 dự án mới phát hành token cơ cho nên mọi người sẽ canh cái khoảng phí ga rẻ xuống thì mọi người sẽ tham gia trải nghiệm nhé hiện tại khi ga ghi nhận khoảng tầm 64 vẫn cao lúc mà nó rẻ xuống khoảng tầm ba bốn chục hai ba chục gì đó thì mọi người có thể tham gia trải nghiệm đối với nền tảng là Zikisin Zikisin sẽ là kèo tốn phí đấy nhá nhưng anh em mà hay hỏi mình rằng là Zikisin chúng ta hiện tại nên làm miễn phí hay là mất phí ấy, thì nếu mọi người có thời gian mọi người làm cả hai mạng đi nó là cả miễn phí và mất phí nhưng mình khuyên mọi người nếu mà có thể tham gia đầu tư được một chút thì mọi người tham gia mất phí hơn một chút thì mọi người sẽ tăng cơ hội nhận airdrop lớn hơn bởi vì đa phần như dự án trước đây tham gia trải nghiệm đa phần đều là chúng ta sẽ tốn phí một khoản đó anh em đó là GKC, tiếp theo sẽ là layer là một cái nền tảng là một cross chain anh em đặc biệt dự án này thì có bách cương rất là khủng luôn đang mật bí rằng quý 2 của năm 2023 đây sẽ bắt đầu phát hành cái token là đó cho nên hiện tại chúng ta đang chuẩn bị vào quý 2 tháng 6 sắp tới rồi thì mọi người có thể tranh thủ làm hiện tại nhé. Chưa có thông tin cụ thể đâu nhé. Hiện tại vẫn đang đồn đoán mà thôi còn, còn, chưa có thông tin cụ thể rằng là layer zero thì nó đã snapshot hay chưa thì chưa có đâu. Và cũng không chắc chắn rằng dự án có thể là sẽ drop đâu cho nên mọi người sẽ cần phải cân nhắc tất cả những kèo mình nói là cho em những kèo nào chắc chắn thì mình sẽ nói chắc chắn và những kèo nào gọi là trải nghiệm như ARB trước đây làm gì cũng gọi là chắc chắn đâu không em chúng ta chỉ làm một trải nghiệm và sẽ có cơ hội nhận được mà thôi bởi vì năm 2023 đây quá là nhiều các dự án nó airdrop và nó hút về cái lượng user quá khủng cho nên nó sẽ gây áp lực đối với dự án đi sau nên đa phần các dự án không làm airdrop thì dự án cũng sẽ có hình thức bán lo cho bát ở trên các nền tảng sàn như gần đây là xui đúng không để cho chúng ta cũng sẽ cơ hội mua được cái giá rẻ ok đó là thông tin mình cần phải cho mọi người về layer và ngoài layer không ra thì mọi người có thể làm tiếp tục đó là kéo si nhé si thì mình đã có clip cho mọi người trên nền tảng youtube rồi mọi người sẽ làm theo clip cách đây khoảng tầm một tháng này thì chúng ta sẽ làm các cái, cái point đó để săn point đó anh em Và cái point đó hiện tại đến mission 12 rồi Ở Hiện tại thì mình xem lại cái ví cũ của mình ấy, mới làm khoảng được 6-7 mission mà thôi Hiện tại chúng ta làm thì sẽ vẫn bị lag và có một số cái mục chúng ta chưa hoàn thành được Đối với xin nếu mà lag quá thì mọi người có thể đợi thời gian khác để làm anh em nhé Còn đối với nhiệm vụ mission 6 ấy, Nếu mọi người lỗi phải cái trường hợp đó là cái nhiệm vụ là hầu cái đồng đuen ấy thì những ai mà chúng ta trước đây không mua được cái đợt mở bán đó thì khả năng mọi người sẽ không hoàn thành được mission 6 đâu còn hình thức mua khác thì hiện tại mình chưa check được nếu mình check được mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người trên tảng của telegram nhé mọi người nhớ cho trong đó nhé và hiện tại đây đang có một cái kèo airdrop rất là xịn tuy nhiên thì mình thấy rằng mọi người hơi ứng hờ một chút đó là chúng ta biết rằng là thời gian vừa qua chúng ta đã ăn được cái airdrop tuy nhiên nó không nhiều đúng không đến từ cái dự án id là spay id đúng không chị em và mỗi một ví thì đó mọi người nhận được khoảng từ vài chục đến khoảng tầm hơn 100 cái đồng id đó id token mà đã listing trên nền tảng của sàn Binance dưới dạng launchpad và giá hiện tại đang là 0,4 đô la hôm trước đạt đỉnh khoảng tầm hơn 1$ đô đó anh chị em có nghĩa là nếu mua một ví mọi người nhận được thì khi mà bán mọi người cũng sẽ nhận được khoảng tầm hơn 100 đô đúng không nhưng mà sắp tới đây nha anh chị em thì cái dự án là Spay mọi người xem lại clip giúp mình nhé cách đây khoảng tầm một tháng này đây này mở box Spay và Air Airdrop mùa hai mọi người xem lại clip này mình đang dẫn cho mọi người rất là chi tiết nhé đó thì mọi người sẽ tham gia trải nghiệm và chúng ta sẽ mở được cái box này đây như hiện tại tài khoản này của mình đây mình mở bóc hàng ngày thôi hiện tại mình vẫn còn bảy bóc này nữa và một hai bóc hiếm hơn một chút thì mình chưa mở thì những bóc này mọi người sẽ mở ra được cái point và cái point sẽ thì đây vào cái số rank của mình đây là một cái tài khoản của mình như vậy và chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại dưới này rất là nhiều rank đây đã có cả những tài khoản họ được tận 244 000 point này cơ mọi người chăm chỉ làm thì mình sẽ nhận được rất là nhiều point luôn và cái hiện tại đây thì kèo này thì chủ yếu là Chúng ta sẽ săn cái point, cái box này bằng cái cách là chúng ta sẽ đi chia sẻ và ăn các cái rap đó em thì mọi người sẽ nhận được các cái box này tùy theo cái mức độ của mọi người đó Thì mọi người sẽ lưu ý giúp mình nhé, đợt airdrop 2 thì Spay ID sẽ airdrop một khối lượng tài sản rất là khủng đó là 140 triệu token đó, chứ không phải là như đợt trước đâu Đợt trước thì khá là nhỏ cơ, đợt này còn gấp mấy lần như vậy Có nghĩa là chúng ta nếu mà nhận được cái point đây sẽ được quy đổi sang cái đồng ID và theo một số anh em đang truyền tay nhau thì mỗi một point sẽ được quy đổi bằng một ID nếu mà như vậy thì mỗi một ví như vậy chúng ta cũng sẽ nhận được, được đó khoảng tầm vài trăm một nghìn đô đúng không rất là ngon nếu mọi người có thể làm tương đương như vậy hoặc là những nhiều mình biết là rất nhiều anh em chúng ta tham gia chít thì còn nhiều còn rất là kinh khủng gấp mấy lần như mình cơ nhưng mình đã chia sẻ cho mọi người đó bởi vì mình bận quá mình bận làm nhiều thứ quá phân tích dự án phân tích thị trường và cũng như lên clip cho mọi người nữa cho nên là chính ra mình lại không làm được ép shop như mọi người đâu nhiều anh em trong clip và trong các cộng đồng của mình nhé, chia sẻ ăn được và vài chục vài trăm ví như là trước đây arb xui gần đây đó Ok, mọi người không nên, không nên bỏ qua Spay đi nhá. Nhớ tranh thủ làm ngay nhé, vẫn đang làm được đó. Hiện tại đang là season 2 và chưa end đâu, vẫn làm được bình thường, không phải là end đâu nhé, vẫn làm bình thường nhé Ok và quay trở lại đi thì ngoài cái Spay thì chúng ta làm tiếp tục update đó là cái linear đó anh chè. Linear thì mình cũng đã cập nhật cho người hết rồi. Hiện tại thì nó có có thêm một cái một vài nhiệm vụ nữa thì mời xem lại clip và cách khoảng tầm 2 tuần nhé, và update thêm giúp mình một vài cái nhiệm vụ mới ra còn ok bây giờ mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính đi cũng mất khá là nhiều thời gian để tổng hợp cho mọi người những kèo airdrop rồi chủ đề chính của clip ngày hôm nay chúng ta sẽ săn airdrop của cái dự án đó là element đây cái element này đây thì là một cái nền tảng marketplace hiện tại đang có khối lượng giao dịch cũng khá là lớn nhá chỉ sau blue cũng như là hiện tại OpenSea và blue là cao nhất quan trang thì element đây thì tuy nhiên element nó sẽ có một số đặc điểm nổi bật nó, nó nó hỗ trợ đa trên đó ví dụ chúng ta có thể là tham gia hiện tại đang hỗ trợ ở các cái nền tảng trên khác như là ngoài Ethereum ra như OpenSea thì sẽ còn có cả Avalanche này và có cả zkSync cũng như là BNB Chain đó một số nền tảng khác nữa và chọn này cũng rất là đa dạng luôn đó hiện tại có cả mang có cả bên mà marketplace về FTM nhạc được các anh em đó và nếu mà trước đây chúng ta không tham gia được các cái đợt trước để săn Ethershop với dự án này thì chúng ta có thể tham gia đợt này đây hiện tại thì dự án đã dễ dàng hơn để có thể nhận được cái airdrop đến từ cái dự án rồi Mà cái đồng thuốc đó sẽ là đồng nhé như tài khoản này của mình vừa rồi đã hiển thị được khoảng tầm 5 cái đồng NAE nhưng hiện tại lại không thể hiển thị nữa thì uh, những ai mà chúng ta tham gia trải nghiệm trên nền tảng của sàn thì mọi cũng có cơ hội nhận được airdrop còn bây giờ đây thì sẽ là chắc chắn này trên nền tảng Twitter chính thức của dự án này nhé Element Marketplace này đã đưa ra cái thông báo đó là thông báo cho cộng đồng Element vào ngày 18 tháng 5 này và họ sẽ đưa ra cái chương trình airdrop về cái đợt mà cái FC FPS anh chị cái bộ siêu tập FPG thì hiện tại đang bắt đầu diễn ra rồi lát mình sau có cho mọi xem luôn và quy tắc thưởng này là cái FPS ấy. sau khi mà hệ thống xét kênh chính thức ra mắt thì FPS sẽ nhận được đó là 1 1008 LE phần thưởng cho FPS tuyến tính trong vòng 100 ngày nhé mọi người lưu ý giúp mình nhé mỗi một FPS là mỗi một cái FPS sẽ nhận được là 1 1008 cái đồng LE và sẽ được trả tuyến tính trong vòng 100 ngày đó thời gian chính thức bắt đầu là lúc 20 giờ ngày 6 tháng 6, 6 nhé còn cụ thể tất cả về cơ chế giải thưởng thì mọi người đọc ở đây giúp mình nhé đó trên twitter chính thức của em nhà mình đang dịch sang tiếng việt đó trên. ok còn cái epg thì sao epg thì hiện tại đang diễn ra nhé nếu mà chúng ta hiện tại đang có hai ft nhá mọi người xin lỗi giúp mình nhé Nhờ, trước đây ở cái vòng min về uh, ấy, thì chắc chắn là chúng ta hầu như là ít người làm được ạ thì những ai mà chúng ta làm được thì cũng rất là may thôi chúng ta min được thì hiện tại mỗi một cái ft đó cũng có giá khoảng tầm một trăm rưỡi đô rồi đây là giá min thì là 0,045 đô nhưng mà giá hiện tại thì public sale là 0,06 nhưng mà giá hiện tại thì nó mình thấy nó cũng gần 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 public sale một thôi cho nên là mình tham gia mua luôn đó đây mình vừa mua một cái thì này là 0,065 đô la là 119 đô đúng không em đó ok và bây giờ cụ thể thì làm nào để cho có thể để nhận được a drop của giá này đây thì cái đồng e le le đó anh em thì thời gian tới sẽ bắt đầu phát hành ra bên ngoài và có thể là và trên các sản sách lớn đó anh chị em thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể là trao đổi bán được hiện tại chúng ta sẽ làm cách như sau để có thể nhận được element này anh chị em đầu tiên ấy, những ai chúng ta đang sở hữu cái đồng ai đang sở hữu cái FG là FBG nhé FBG chính là FG ở đây này anh chị em này đó đây này. cái element pass genesis này đó thì cái này khá là đắt anh chị em nhé 0,75 ETH một cái đồng một một cái FG này thì đâu đó còn tầm hơn 1.000 đô gì đó đúng không anh chị em mình hiện tại thì cũng có một cái ví mua cái FT ở đây nhưng mọi người sẽ cân nhắc giúp mình nhá. 0,75 e đó thì những ai mà chúng ta không có thì mọi người có thể lựa chọn theo hình thức đó là chúng ta sẽ mua cái FT là EBS đó anh chị em. Hiện tại thì chúng ta vẫn có thể mua được với cái giá cũng tương đối. Đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng nếu mà ai sở hữu đầu tiên sẽ là EBG nhá. Là cái FT có giá là 0,75 e đó thì tổng phần thưởng cho cái đợt này đây sẽ là 25 triệu cái đồng token LE đó và cụ thể phân phối đây cho em nhé chỉ cần nắm giữ FT trong ví của mọi người thôi thì hệ thống sẽ tự chụp nhanh kép chi đó và phân phối phần thưởng vào lúc 00 giờ theo dấu TC ngày hôm sau và mỗi một FT thì có thể nhận được đó là 334 LE mỗi ngày đó và thời gian bắt đầu sẽ là ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 6 ngày hôm nay ngày 19 rồi cho nên chúng ta nếu bỏ qua vài ngày vừa, vừa qua thì mọi người cũng hơi phí còn những ngày mà chúng ta tham gia thì hiện tại mua hình như vẫn được bởi vì nó ghi như vậy thì có nghĩa là trong những ngày đó mọi người sẽ vẫn nhận được gọi nhận được ít đi mà thôi đúng không? Đó, ok thì chúng ta có thể tham khảo đối với cả EBG nhé. Đây, hiện tại đây cái link thì mình sẽ để tất cả dưới phần mô tả video luôn. Với những em này, những cái mục mà hiện tại chúng ta có thể tham gia mua về cái giá sàn đây cũng như là cái khối lượng giao dịch trong 24 giờ cũng là 152 e nhé, cũng tương đối đó anh em. Và tổng khối lượng giao dịch thì là 1342 e. Ok và đến với thứ hai, thứ hai thì khả năng mọi người dễ tham gia hơn này đó là cái EBS đó anh em mà mình vừa sâu qua cho mọi người trên Twitter chính thức của cái dự án đó đó là hiện tại đã có giá khoảng tầm 119 đô la mọi người ở đây sẽ là mạng lưới Ethereum anh em nhé canh phí ga rẻ thì mọi người có thể tham gia mua cũng được đó và mọi người có thể mua và giữ trên ví thôi thì sẽ bắt đầu tham gia xích thì sẽ cụ thể vừa rồi công bố đó là vào ngày bao nhiêu anh em nhỉ? là ngày mùng 6 tháng 6 đúng không đó, ngày mùng 6 tháng 6 chúng ta sẽ bắt đầu tham gia xích và mọi người có thể đọc cụ thể về những chương trình hiện tại đang diễn ra đây và những mục hiện tại anh em nhé Đối với MT này đây thì hiện tại tổng cung của nó đang có 20.000 MT và khối lượng trong 24 giờ là 77,6 E. Nói chung cũng tương đối anh em nhé và khối lượng tổng hiện tại đang là 466 ETH. Ok và hiện tại giá đang ghi nhận là 0,0658 ETH thì nó đó khoảng tầm hơn 100 đô mà thôi. Ok trên đây thì mình đáp biết nhanh cho mọi người với kèo airdrop liên quan Element cũng như là tổng hợp lại cho mọi người những airdrop hiện tại mình đã cập nhật cho mọi người trước đó đó. Thì mọi người tất cả những thông tin đó anh em nhé đều có trên nền tảng YouTube của mình hết tất cả những clip đều hướng dẫn hết cho nên những ai mà chúng ta chưa xem ấy, thì mọi người có thể gõ mục tìm kiếm ở trong mục video ở đây và anh chị chúng ta có thể là ủng hộ mình bằng cách like cũng như là subscribe youtube và nhớ vào thông báo này nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường cấp cân si. còn những ai mà chúng ta chưa có tài khoản của sàn binance hoặc sàn ok thì mọi người có thể đăng ký cái link dưới phần mô tả video mọi người sẽ được giảm phí giao dịch cho anh chị em ok xin được chào và hẹn gặp lại anh em thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo không được xem được video đầu tư nha